Rồi. Dao này là dành cho em anh em thợ máy nè, chuyên gia gọt chân vịt, cào lông tai nè. Nhưng mà thay được lưỡi nha, mình thay được ha, rút vô rút ra thôi. Thay được ha, cũng nặng lắm chứ không có nhẹ đâu. Đó. Bây giờ làm cái chốt ha. Rồi mình sẽ làm cái chốt ha. Anh em thợ máy cầm cầm ngay đây, đó, gọt là cũng có cũng nặng lắm. Nếu mà nó nhẹ quá thì chích 502 vô cái ống này một chút xíu nè, là xíu là nó hơi nặng hơn ha. Đó. Cho nó khô chút xíu. Đừng có cho dao vô liền là nó dính á. Còn mỗi lần xài là đánh bóng chứ không được mài nha, mình phải đánh bóng nha. Và bây giờ mình sẽ làm cái chốt cho anh em coi. Làm cho anh em coi một cái chốt nè. Một cái khóa như là khóa đầu á. Quá cho anh em coi. Nếu mà cầm tay phải thì mình làm khóa bên này ha. Mình sẽ làm khóa bên này ha. Có bốn cái miếng nhỏ này nè để làm khóa ha. Cái đầu tiên á, mình chích keo nhẹ cái. Chờ một lúc. Đông mày dùng cho em mấy cái đông cho ông Tàu nó quay cái là đông. Cái gì vậy? Dao, dao gọt chân vịt á, để nó quay lên YouTube nó kiếm tiền ấy. Mày đừng có lấy nha đông. Đông mới lấy gì ạ? Làm một cái bành lề ha. Okay. Cái bành lề này là lên xuống được ha. Lề này là lên xuống được ha, không có ảnh hưởng gì tới đó. Rồi cẩn thận
502 dính vô lưỡi dao á, dính vô là không có được không á. Cái lưỡi dao này vào đây, cái này sẽ cho vô đây và mình sẽ cắt cái này, cắt cái này là nhắm cắt một nè, hai nè, ba nè và bốn nè, cái nó đi là năm lần ha. Thưa các bạn, đây là thầy Hoàng đang làm cái này để viết tặng mình. Em cảm ơn thầy. Thầy khỏi cần nói gì hết. Thầy im lòng là thầy đã đồng ý. Đang bị đạo cụ cho bụi đời trời lớn này các bạn ạ. À. Sao đây bọn chị với chuyện bay cờ chữ nhau nhiều quá mà lần phát mỗi thằng mỗi con. Đây là thầy cho phát cái thằng mỗi con đang chơi cái chữ bùi đời cho lớn các bạn. Rồi bây giờ cái hộp này nó sẽ dừa ngay đây đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ bỏ thêm chút xíu nữa ha. Nó đã hoàn tất rồi ha. Con dao này là bao cào lông ha, cào lông là đứt lông á, cho nên là chủ yếu gọt chân vịt ở đó, cào lông nè ha, cào lông là đứt lông ha. Mỗi lần mình có muốn bén đánh bóng không được mài nha, không được mài vô đá nha, chỉ có đánh bóng thôi đó. Ok, không thể nào ra được. Và những dòng sản phẩm này thì nó sẽ che giấu được khách hàng ha, khách hàng không có biết đây là cái gì ha. Thì cùng mình làm trong công ty mai thì thường khách hàng họ sẽ cấm sử dụng dao giấy, ra dao này dao nọ ha, mình cứ bỏ trong túi mình giấu đi, như vậy thì nó không bao giờ nó biết nè ha. Đó, mỗi lần mình thay lưỡi được này ha, mình thay lưỡi ha. Đó, ở phần này mình mài đánh bóng cho nó kỹ lưỡng xíu, mỗi lần thay lưỡi mình cầm vậy này. Đó, cầm như vậy mình gọt trên vịt. Cái này thì không ảnh hưởng gì hết, cái này là một cái tay này, tay gài ha. Đó, gài vô rồi không lấy ra được, mỗi lần đưa vô thì nó phải hơi nặng nặng chứ, nghe tách 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 nhỉ. Dao này rất tiện gọt chân vịt, giấu khách hàng và gọt chân vịt ha, không bao giờ thấy nè. Ok, gọt xoay nữa. Đây là dao, cách mình muốn thay lưỡi dao á thì ra đây nè, tạo đi ra đây. Mình sẽ nhắm, mình để như vậy, mình cầm cái này đập cái rồi thì cái lưỡi dao này nó sẽ ra xéo được và mình sẽ mài đi. Và mình muốn bén á, mình phải đánh bóng á chứ không có được mài nha. Thật sự muốn bén á,
muốn bén là phải đánh bóng nha. Đây kinh nghiệm trên chân luôn, cạo luôn chân luôn ha. Nè thấy chưa, đó cạo ra là trắng tươi luôn, cạo đầu chọc luôn đó, cạo được đầu luôn y như lại làm luôn đó, lông là không còn miếng luôn, thấy không? Nhớ nhà đánh bóng như thế này nha. Rồi bây giờ lưỡi này mình không xài nữa, mình thay qua lưỡi này, mình rút ra xong mình đút vô. Đương nhiên mình phải mài cái phần dư này đi chứ không đứt tay ha. Mình sẽ thay qua lưỡi khác là như vậy thôi. Trung bình một cái lưỡi này mình xài là cùng 3 đến 5 tháng. Đó, và mình đây có một cái lưỡi sơ cua rồi là hai lưỡi. Đơn giản chỉ vậy thôi. Xong chưa? Xong chưa? Xong rồi đúng không? Rồi. Em lên xây luôn. Đăng lên nha. Rồi, xong nha. Hả? Xong chưa? Xong rồi. Để nâng bịch. Lên nha, lên nha.